Tiếp tục nhá, con sẽ làm những câu còn lại với đoạn văn tiếp theo. Nào, làm nhanh cho cô. Được chưa? Lúc nãy ra An là làm đoạn văn này. Đúng không? Bây giờ con sẽ làm nốt những câu còn lại với đoạn văn ở bên dưới. Chắc là câu 4, câu 5 ở đoạn này đấy. Nào, làm nhanh cho cô, làm trong vòng 4, 3 phút nữa thôi nhá. Bài mấy rồi cô? Vẫn là bài này mà con. Đây cô năm mà cô. Đúng rồi, câu 4, câu 5 gì đấy. Được chưa? Con sẽ phải tự xác định. Được chưa?
Ok, nào, tiếp tục sang bài thứ hai nhé con nhé, không hết giờ mất. Bài tập số 2 này. Fill in each blank with a suitable word from the box. Trong bài tập này con sẽ chọn từ ở cái ô vuông màu xanh để điền vào chỗ trống từ 1 đến 5. Có hiểu không hả con? Ừ. Nào, làm nhanh bài này cho cô.
Ok, ra An ơi, con xong chưa? Con xong rồi. Thảo, ô sơ sơ camera của ra An đen xì nhở? Ok, được rồi. Nào, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần nói nhá. Được chưa? Ok, câu hỏi con này. So what is your hobby? What is your hobby, ra An? Con chả hiểu gì hết. À, thế sở thích của con là gì? Chứ của con là bóng, chơi Con game là bóng. trả lời bằng tiếng Anh cho cô nhá. Đá bóng tiếng Anh là gì? Football. Ok, playing football. And và gì Là nữa? đá bóng. Chỉ có đá bóng thôi đúng không? Mình chỉ cần trả lời là my À, hobby. chơi game Playing games and playing football. Okay. So, how long have you been doing it? Con thực hiện được cái sở thích của con bao lâu rồi? bóng. Con trả lời Lớp. à, con trả lời bằng tiếng Anh cho cô nhé. Con không biết trả lời bằng tiếng Anh. Ví dụ khoảng bao nhiêu năm? For bao nhiêu years? Seven year. Okay. Is there any hobby that you could like to take up? Có cái sở thích nào mà con muốn thực hiện nó trong tương lai không? Không. No. Okay. Okay. So it is the end of your test here. Okay. Now, bây giờ thì con sẽ gửi cho cô lại phần nghe, đọc hiểu, phần cái phần mà con làm trong giấy ấy, gửi chụp ảnh và gửi lên nhóm cho cô. Giang có hiểu không con? Ok, con gửi luôn cho cô để tối cô chấm nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Chào. Ok, bye bye con.